Cũng đừng có thể mình chân thành. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống như sạc. Ý thức từ xương cụt hít vào vươn cao cột sống. Xoay vai mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một tuần thẳng. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào, thở ra chậm rãi. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào. Lần thứ hai hít vào. Lần cuối hít sâu. Hai tay thủ ấn Shimura đặt nhẹ trên gối. Mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể. Thư giãn và thả lỏng vầng trán. Thả động đỉnh đầu. Thả mềm khuôn mặt. Thư giãn và thả lỏng đôi vai. Mềm mại với các ngón tay của mình. Thư giãn và thả lỏng lưng trên, lưng giữa, lưng dưới. Chậm rãi mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào, mang oxy nhiều vào bên trong cơ thể. Căng căng bụng lên. Và nhẹ nhàng thở ra hóp sâu. Hóp sâu bụng lại. Tổng khí ra bên. Hít vào. Căng căng cơ bụng lên. Như một quả bóng. Bơm đầy hơi. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu quả bóng. Tổng khí ra bên. Hít vào, căng căng cơ bụng lên và nín thở, giữ hơi. Thả lỏng vầng trán, thả mềm khuôn mặt, giữ hơi tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho cơ tim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào. Căng căng bụng lên. Thở ra. Xẹp sâu. Xẹp sâu bụng lại. Hít vào. Căng căng bụng lên. Thở ra. Hóp sâu. Hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào. Căng tròn cơ bụng lên. Và nín thở. Giữ hơi lần cuối. Thả lỏng vầng trán. Thả mềm khuôn mặt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu tổng khí ra bên. Hít vào nhẹ nhàng. Thở ra êm êm. Hít vào. Thở ra chậm rãi. Hai tay ôm gối. Chúng ta đi bài tập cổ. Hít vào vươn dài cằm về phía trước nâng cổ lên. Thở cằm về sát hõm ngực.
Hít hài ngẩng mặt vương cầm nâng cổ. Thở cầm về sát hậu ngực. Hít vào ngẩng mặt vương cầm nâng cổ. Thở cầm về sát hậu ngực. Lần cuối hít vào ngẩng mặt vương cầm nâng cổ. Và giữ lại. 5 4 3 2 1 Cầm về sát hậu ngực. 5 4 3 2 1 Hít mặt về chính diện. Chậm rãi nghiêng cổ sang phải. Thở nghiêng cổ sang trái. Hít hai sang phải. Thở sang trái đổi bên. Hít vào sang phải. Thở sang trái lần cuối. Hít mặt về chính diện. Chúng ta xoay cổ theo chiều kim đồng hồ. Hít vào sang phải. Ra sau. Thở sang trái cầm về sát hậu ngực. Hít hai sang phải. Kéo hết biên độ cổ ra sau. Chậm rãi thở sang trái cầm về sát hậu ngực. Lần nữa hít vào sang phải, kéo hết biên độ cổ ra sau, thở sang trái cầm về sát hậu ngực. Chúng ta đổi chiều lại 3 lần cho bên trái nào cả lớp mình. Ai hơi thở nhanh, chúng ta đi cái vòng nó nhanh. Ai hơi thở chậm, chúng ta đi vòng chậm. Kéo hết biên độ cổ sang bốn hướng, đủ 3 vòng dừng lại, hít thở đều. Vươn hai tay lên cao hít vào, kéo và vươn dài cột sống. Căng căng các ngón tay. Hai tay chắp lại đẩy ngược lòng bàn tay lên trần. Kéo căng căng cơ nữa. 3 2 1 Tắt tay chắp hai tay kéo hai tay về trước ngực. Chà sát lòng bàn tay. Tạo độ nóng ấm cho đôi tay của mình. Chà sát và chà mặt để có hơi ấm. Có hơi ấm đôi tay ra sau. Vai cổ gáy. Massage mềm vai mềm cổ. Đưa tay vuốt cằm vuốt cổ từ dưới lên. Lần nữa chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Chậm rãi đưa tay ra phía trước. Mở mắt. Chớp chớp mắt trong lòng bàn tay. Hai tay chắp lại cúi đầu chào nhau. Namaste. Thầy xin chào lớp mình một lần nữa.
Rồi nâng tay lên, chúng ta xoay cổ tay nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Xoay độ chiều ngược lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Mời cả lớp đặt tay trên vai, chúng ta xoay vai. Năm, bốn, ba, hai, một. Xoay độ chiều ngược lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, dựng cơ thể lại. Tách chân ra, nhịp cánh bướm. Rồi mời cái lớp duỗi thẳng cơ thể dọc song song thẳng. Rồi co cái chân phải bắt qua bên đầu gối trái. Co cái chân phải bắt qua đầu gối trái luôn cả lớp mình. Lòng bàn chân phải bám sàn đầu gối nâng lên. Chúng ta bắt qua bên trái. Vươn hai tay lên cao hết vọng. Thở hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng đường sang phải. Hít vào nâng lên, hai tay vươn lên cao. Thở, lòng tay phải vào dưới cái khe hở của cái chân á, lòng dưới cái đầu gối của cái chân phải, tay trái quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau, mắt nhìn ra cầu vai bên trái, vặn xoắn sang trái. Lòng chỉ từ dưới nha cả lớp mình, để cho hai tay có thể bắt được vào nhau. Lòn từ bên trong, ở bên trong á, Mít Lọc ơi, lòn xuống ở dưới, ở bên trong á. Đúng rồi, lòn xuống dưới cái gân kheo chân phải á. Đó, đúng rồi. Rồi, hai tay mắc được vào nhau. Đúng rồi. Vặn xoắn người, mắt chúng ta nhìn sang bên trái. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn lên cao. Thở, hạ tay phải bên hông phải, tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang phải. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở lòng tay phải vào bên trong. Tay trái quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau. Mắt nhìn theo cầu vai trái. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở hạ tay phải nghiêng lườn sang phải lần cuối. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở lòng tay phải vào bên trong đùi phải, tay trái quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau, vặn xoắn cơ thể. Mắt nhìn cầu vai sau, hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Rút bụng lại, nâng cái chân phải lên rời khỏi sàn, duỗi thẳng chân ra phía trước.
Tay chúng ta vẫn nắm, rút bụng, duỗi thẳng cái chân phải ra. Đúng rồi, duỗi thẳng cái chân phải. Hít thở đều. Ai không nắm được thì chúng ta cứ bám vào cái thắt lưng hoặc cái đùi của mình hay lớp mình. Hít thở. Năm. Đúng rồi, rút cái chân, đá thẳng cái chân lên. Bốn. Bích lọc, rút cái chân rời khỏi sàn và đá thẳng cái chân phải lên trên trời. Ba. Tay của chúng ta cứ bám vô như vậy, không giữ được cũng bám vô như thế. Hai. Một. Thở, tách tay, hạ chân về lại vị trí ban đầu. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở, hai tay chắp trước ngực, vặn xoắn sang bên phải, cài chỏ tay trái ra ngoài đầu gối phải, tay phải hướng ra phía sau, mắt nhìn ra bên phải, vặn xoắn sang phải, đổi về. Giữ. 5 4 3 2 1. Xoay người về phía trước, tách tay, kéo cái chân, hạ cái đầu gối chân phải xuống dưới sàn, kéo cái chân vào khớp hông chân trái. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hóp bụng vươn dài người về phía trước, chân trái 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước, chân trái 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài về phía trước 45 độ. Nhịp 5 lần lên xuống. 5 4 3 2 1. Hạ tay nắm xuống lòng bàn chân. Trường dài người về phía trước. Co nhẹ gối, bụng tiến sát vào cái lòng bàn. Hít thở đều. 5 4 3 2 1. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Chân phải vẫn để nguyên, co nhẹ chân trái đạp sàn. Co chân trái đạp sàn. Hạ tay ra sau mông, mũi tay hướng về phía mông. Xoay vai, mở ngực, xiết bụng đùi. Hít vào, nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Tấm ván ngửa ba chân. Đẩy cái đầu gối bên phải cao lên luôn, rút bụng nâng cao cái hông lên. Thở hạ. Co cái chân lại, cái lớp mình, chiếc bàn úp ba chân, xin lỗi cái lớp chứ không phải tấm ván, chiếc bàn. Xoay vai mở ngực. Hít vào nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Chúng ta lên chiếc bàn cho nó dễ hơn tấm ván ha. Tấm ván tư thế này nó sẽ khá nặng. Thở hạ. Lần cuối hít vào nâng lên. Nâng cái đùi cao lên, rút cái bụng sát vào rốn, hít thở đều. Đúng rồi, 5 4 3 2 1. Thở hạ hông mông xuống dưới sàn. Duỗi thẳng tay chân, rung lắc nhẹ tay chân. Rồi chúng ta duỗi cái chân phải rồi bắt cái chân trái qua bên cái đầu gối bên phải. Đầu gối chân trái dựng lên, lòng bàn chân bám sàn, bắt qua bên đùi bên phải. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở hạ tay trái bên hông trái, tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang trái. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở xoay sang phải, lòng tay trái vào trong đầu gối phải, tay phải quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau, hoặc chúng ta một tay bám vào thắt lưng, một tay bám vào cái má ngoài cái đùi bên trái. Vặn xoắn người sang bên phải. Đúng rồi. Dựng thẳng cái cột sống chúng ta lên. Chúng ta vặn ra nhưng mà vặn giữ thẳng lên.
Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở hạ tay trái bên hông trái nghiêng lườn sang trái. Úp hai cái lòng bàn chân bên trái xuống dưới sàn, đừng nâng cái lòng bàn chân theo cái độ nghiêng của mình nha. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở xoay sang phải, lòn tay trái vào trong bên. Duỗi tay phải quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau. Tư thế này cũng khá khó nắm hơn cả lớp mình. Cho nên chúng ta chỉ cần không nắm được thì cứ bám vào. Vặn sống, mở cái vai ở biên độ rất lớn. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở hạ tay trái nghiêng lườn sang trái lần cuối. Hạ ống trỏ tay trái nghiêng sau. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Lòn tay trái vào trong đùi trái quạt ra sau, tay phải hai tay nắm được vào nhau. Đúng rồi, cố gắng nắm được vào, mở căng vai căng ngực dựng thẳng cột sống lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại. Thở hai tay chắp trước ngực. Xoay người sang bên trái, cài trỏ tay phải vào đầu gối trái. Mắt nhìn ra cái cầu vai bên trái vặn xoắn lại đổi về. Hít thở đều dựng thẳng cột sống lên. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại. Vươn hai tay lên cao. Rồi chúng ta lòn tay vào bên trong chân trái trở lại, tay trái lòn vào bên trong chân trái, tay phải quạt ra sau, hai tay nắm được vào nhau. Nắm được rồi thì bám vào má đùi và bám vào cái eo, siết cơ bụng. Hít vào nâng cái chân trái vuốt thẳng đá lên cao. Đúng rồi, hít thở đều, duỗi thẳng cái mũi chân ra. 5, 4, 3. Đúng rồi, cả lớp mình. 2, 1. Tách tay, hạ chân. Kéo cái chân trái vào cái mép hông của bên phải, hạ cái đầu gối trái xuống dưới sàn. Vươn hai tay lên cao, hít vào, duỗi thẳng cái chân phải ra trước cả lớp mình. Hóp bụng vươn dài người về phía bên chân phải. Hít Lộc ơi, hạ cái mu bàn chân vào bên cái khớp hông của cái chân phải á. Chúng ta đặt lên trên cái đùi á, đúng rồi. Hít vào nâng lên. Thở hấp bụng vươn dài về phía bên chân phải. Hít vào nâng lên. Thở vươn dài về phía bên chân phải. Rồi chúng ta nhịp 5 lần. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay, nắm xuống lòng bàn chân. Rướn cao cái lồng ngực, bụng tiến sát vào đùi. Hít thở đều. Chung nhẹ đầu gối. 5, 4, 3, 2, Một. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở hạ tay ra sau mông, co cái chân phải đạp sàn. Xoay vai mở ngực. Chúng ta chuẩn bị lên chiếc bàn ngửa ba chân. Hít vào nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Tư thế này cũng khá nặng ha. Thở hạ hông mông xuống sàn. Xoay vai mở ngực.
Hít vào nâng lên. Rút bụng sát vào. Thở hạ. Lần cuối, xoay vai mở ngực, hít vào nâng lên. Và giữ lại, rút bụng đẩy cao hông lên, ấn cái đầu gối trái. 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ xuống sàn. Duỗi thẳng hai chân ra phía trước. Rung lắc nhẹ và xoay lại nhẹ cổ tay, cổ chân. Khung tay lại gỗ thử tắt lưng xuống mông xuống đùi. Rồi mời cái lớp đuôi cơ thể về tư thế chiếc bàn ốc. Chúng ta chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào rộng lưng vuông ngực rưỡng cao cằm. Thở hót bụng gù lưng cằm về sát khổng ngực. Hít vào võng lưng vuông ngực rưỡng cao cằm lên. Thở hót bụng cuộn lưng cằm về sát khổng ngực. Hít vào võng lưng vuông ngực rưỡng cao cằm. 3, 2, 1, thở hóp bụng, gù lưng cằm về sát khổng ngực. 3, 2, 1, hít mặt về chỉnh diện, đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông cho úp mặt dụi mình thở hết hơi ra. Hít vào nhón cao gót chân. Chân trái, chân phải hít đá phải lên cao. Bước phải về giữa hai tay. Rút trái về bằng phải đỉnh đầu chút xuống sàn. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên hít vào. Thở cò cúi gập sâu trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao hít vào. Tay phải nắm lấy cổ tay trái kéo vươn cao lên trần. Các ngón tay cái. Các ngón tay xòe căng. Chạm lại, nghiêng lườn sang phải. Rút bụng nghiêng sâu hơn. Hít vào nâng lên. Đổi tay, tay trái nắm cổ tay phải kéo vươn cao lên trần. Nghiêng lườn sang trái. Hít vào nâng lên. Co gối, vươn dài người về phía trước, tay bám xuống dưới sàn. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người. Tay phải nắm cổ chân trái nắm bên ngoài. Tay trái bò dài về phía trước, mắt lòn xuống dưới nách bên trái. Vặn xoắn kéo căng vai. Đúng rồi, lòn sau xuống luôn chị Hạnh. 5, 4, 3, 2, đẩy cái đỉnh mông, thẳng cái chân. Hai cái tay, hai cái chân lúc này thẳng được hết biên độ của cơ thể, cứ kéo thẳng. 1, trở về lại, nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở, đổi bên. Tay phải nắm mé ngoài, chân trái, bò tay về phía trước. Mắt lúc này chúng ta nhìn ra ngoài màn hình. Hít thở.
đổi bên mít lọng, chúng ta đổi tay lại, tay bên trong nắm ra cái má ngoài, chân phải ở bên ngoài, đúng rồi, tay bên phải bò dài về phía trước, lòng mặt xuống, hít thở, 5 4 3 2 1. Nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người trở lại. Thở cò cúi gập sâu. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Nâng tay trái kẹp sát mang tay. Mắt mình vẫn nhìn về phía trước. Kẹp sát mang tay, úp vai xuống. Nâng tay phải kẹp sát mang tay. Đúng rồi, hai tay nâng lên kẹp sát mang tay luôn, mít lọc đổ về góc 45 độ, chưa nâng người cao lên. 3 2 1 Nâng thẳng người lên. Rút bụng sát vào rốn. Tay vươn lên cao. Hai tay hạ trước ngực. Song song với sàn. Co nhẹ chỏ tay lại. Chồng chỏ tay trái lên trên chỏ tay phải. Hai lòng bàn tay bám vào nhau. Đúng rồi. Chồng được rồi. Đẩy cái chỏ tay ra cao lên, rướn cao lồng ngực. Đẩy vai, mở ngực. Đúng rồi, hít thở đều. Đẩy cái vai về phía trước, mở cái lồng ngực ra phía sau. Đẩy hông, mở ngực, ngã người. Lúc này vai chúng ta đẩy ra phía sau. Giữ. 3 2 1 Vươn dài người về phía trước. Vặn xoắn sang bên trái. Cài chỏ tay phải ra ngoài đầu gối trái. Hai tay chúng ta vẫn vặn xoắn như vậy. Cả tay vặn xoắn và cả người chúng ta vặn xoắn luôn. Đúng rồi, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Tách tay, bám tay xuống dưới sàn. Rút chân trước ra sau tấm ván. Đạp mạnh gót chân, rút bụng sát vào rốn. Hạ gối, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn. Ký mũi chân, đẩy mông, nâng hông, chó úp mặt, duỗi mình. Hít vào, nhón cao gót chân. Chân trái hít đá trái lên cao. Bước trái về giữa hai tay. Rút phải về bằng trái, định đầu chút xuống sàn. Cuộn lưng, vươn hai tay lên cao, hít vào. Co đẩy mông, ngã ngực, mở ngực, ngã người ra sau. Chút nữa cái tư thế mà về đầu bò chúng ta cũng đẩy như thế này ha cả lớp mình. Hít vào, nâng lên trở lại. Co gối, vươn dài về phía trước, tay bám xuống sàn, thở hết hơi ra. Chân trái bước dài, chân trái ra sau.
Tấn chân trước vuông góc, đạp mạnh gót chân sau căng cơ đùi sau. Nâng tay phải kẹp sát mang tay. Người chúng ta vẫn úp xuống, mặt chúng ta vẫn hướng về phía trước. Nâng tay trái kẹp sát mang tay. Rút bụng sau vào. Hít thở. 3, 2, 1, dựng thẳng người lên. Tấn chân trước, đạp gót chân sau. Đẩy người trên một trục thẳng về tư thế trường tấn cao hoàn thiện. Ai chúng ta tấn không chắc thì có thể hạ gót chân sau xuống về chiến binh thứ nhất không sao hết. Hai tay song song phía trước. Co trỏ tay. Lần này tay phải chồng lên trên trỏ tay trái. Chồng được rồi, hai lòng bàn tay úp vào nhau. Đúng rồi, kéo căng cái trỏ tay lên rướn cái lồng ngực. Càng kéo căng trỏ tay càng tốt, hít thở đều. 3, 2, 1, hít vào nâng lên trở lại. Vặn xoắn người sang bên phải. Xoay người cài trỏ tay trái ra ngoài đầu gối phải. Chúng ta vẫn đang vặn xoắn tay. Bây giờ chúng ta vặn xoắn luôn cả người. Cài trỏ tay vào. Đúng rồi, đạp gót chân ra sau, hít thở đều rất tốt cả lớp mình. Rất đều ha. 5, 4, 3, 2, 1, tách tay, bám tay xuống dưới sàn. Lớp mình bữa nay giữ rất là giỏi, gần được 20 giây ở tư thế trường tấn cao ha. Siết cơ, bám tay, rút chân trước ra sau, tắm vạn. Đẩy vai về phía trước nữa lọc, miss lọc, duỗi cái mũi chân lọc ra. Đúng rồi. Gối ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Ký mũi chân lùi mông ra sau, em bé thư giãn, hít thở đều. Hít vào, thở ra. Bò tay lại về phía trước. Đẩy mông nâng hông cho úp mặt đuổi mình. Người chó mặt của mình ạ. Hít vào nhón cao gót chân. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Thẳng gân theo lên, chúng ta cố gắng đẩy thẳng cái gân theo khi bước. Hạ gót chân, nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở co cúi gập sâu trở lại. Vươn hai tay lên cao hít vào.
Hai chân lúc này chúng ta đứng tách rộng để ở giữa một bàn chân, hai cái lớp mình đừng có đứng chồm chân lại, đứng tách rộng để ở giữa khoảng cách hai chân chúng ta đặt được một bàn chân. Rút bụng co gối lùi mông ra sau cái ghế. Tay vẫn nâng lên kẹp sát mang tay. Đúng rồi. Đẩy cái đầu gối ra phía sau một tí nữa mới lỏng. Cái đầu gối mình đừng vượt qua các ngón chân. Hít thở. 5 4 3 2 1 Hai tay chắp trước ngực. Vặn xoắn người sang phải, cài chỏ tay trái vào đầu gối phải. Rút bụng sát vào rốn. Đẩy căng cái tay lên trần. Chỏ tay chúng ta hướng lên phía trên. Hít thở đều. 3 2 1 Tắt tay, hạ cái tay trái xuống cổ chân phải, vươn tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay. Mong chúng ta vẫn lùi ra phía sau. Hít thở. 5 4 3 2 1 Xoay người về phía trước. Cọ cúi gập sau, thở hết hơi ra. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao, hít vào. Đẩy hông mở ngực, ngã người ra sau. Hít vào nâng lên. Co gối lùi mông ra sau cái ghế. Đúng rồi, đầu gối đẩy ra phía sau đừng vượt qua các ngón chân. Rút bụng cuộn cơ mông lớn xuống. Tay vẫn kẹp sát mang tay. Hai tay chắp lại. Vặn xoắn người sang trái, cài chỏ tay phải ra ngoài đầu gối trái. Vặn xoắn cơ thể ở tư thế chiếc ghế. 5 4 Rất đều cả lớp mình ha. 3 2 1 Tắt tay, hạ cái tay phải ra bên ngoài nắm được cái cổ chân trái. Tay trái vươn lên cao. Mắt nhìn theo tay, rút bụng sát vào. Hít thở đều. Tư thế này bạn nè, bạn lý rất là thẳng lưng nè, lý giữ nguyên tư thế nè. Đúng rồi. 3 2 Lùi cái mông ra sau tí nữa Lan. 1 Nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người lên, hít vào. Co cúi gập sau trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao, hít vào. Hít vào nhón cao gót chân. Thở hạ gót chân xuống sàn. Hít vào nhón cao gót chân. Giữ thăng bằng và tập trung cơ thể. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hạ gót chân. Co gối vươn dài người về phía trước, bám tay xuống sàn. Bước từng chân ra sau tấm ván. Đẩy vai. Hạ hai gót chân sang bên phải.
Vươn tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Hai chân lúc này đang được chồng lên nhau. Ai tốt thì chúng ta chồng hai chân lên nhau, ai không tốt thì hai chân mình cứ để chạm xuống dưới sàn. Chúng ta về tấm ván nghiêng một bên. Suy cơ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng chân trái rời khỏi sàn. Mũi chân trái đặt trên đùi bên phải, đầu gối dựng lên. Chúng ta về tư thế cái cây mà chúng ta nằm ngang. Đúng rồi, hít thở đều. Tư thế này bạn làm rất là tốt nè. Giữ. 3. Phương Tam cố lên. 2. 1. Úp người trở lại. Đẩy mông nâng hông cho úp mặt dụi mình. Hít thở đều. Đẩy người về phía trước. Tấm vàng. Hạ hai chân sang trái. Vươn tay phải. Mắt nhìn theo tay. Đúng rồi. Đây chúng ta mặc đồ đẹp quá nè. 3, 2, 1. Nâng chân phải đặt trên đùi trái. Đúng rồi, hít thở đều. Giữ. 3. Hít lọc cố lên. 2. Một, hạ tay. Úp người trở lại. Đẩy mông nâng hông cho úp mặt dụi mình. Tiếp tục kéo giãn cái cột sống ra. Hít vào nhón cao gót chân. Thở hạ gót chân xuống sàn. Hít vào nhón cao gót chân. Đẩy người về tấm ván. Còn một chút nữa chúng ta đi hết bài luôn cái lớp mình nha. Hạ gối ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con răng. Thở trán trước mũi chạm sàn. Xoay vai lướt người lên con rắn. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông cho úp mặt dụi mình. Ấn gót chân được xuống dưới sàn. Cố gắng bích lọc bước cái chân về gần cái tay một tí, bước cái chân về phía trước một bàn chân. Đúng rồi, đẩy vai ra sau, hít thở đều. Tay phải đặt vào giữa hai tay. Hướng tay trái nắm cổ chân phải. Lúc này cố gắng ấn được hai gót chân xuống sàn thẳng gân kheo. Vặn xoắn cơ thể. Hít thở đều. Mắt chúng ta lòn xuống phía dưới. Đúng rồi, đúng chưa? Đúng rồi, cả lớp mình. 3. 2. Một, đưa về lại tư thế cho úp mặt dụi mình. Chúng ta đổi bên.
Tay phải nắm má ngoài chân trái. Tay trái chúng ta vẫn bám chặt xuống sàn, ấn gót chân thẳng gân kheo, mắt nhìn vào lúc này bên trong bức tượng. Ở đây chúng ta học bài vặn xoắn cơ thể ha. Hít thở đều, giảm mỡ eo lườn. Hít thở 5 4 3 2 1. Bám tay về lại, đẩy người về phía trước tấm ván. Tấm ván lần cuối đi cả lớp mình. Mỗi lần lên xuống tấm ván chúng ta vừa học lực vừa học cho tay vai bụng đùi luôn ạ. Hạ gối, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con rắn. Thở hạ trán trước mũi chạm sàn. Rồi mời cả lớp duỗi hai tay ra, hít thở đều. Xoay người nằm ngửa luôn lớp mình ơi. Rồi chúng ta ra tập bụng một xíu, tiếp tục ở tư thế đạp xe đạp ở trên không. Vừa tập bụng trên, vừa tập bụng dưới và chúng ta tiếp tục có biên độ vặn xoắn cơ thể luôn. Hai chân co đạp sàn. Quạt hai tay ra sau đầu. Hai tay chắp lại. Đặt hai tay sau gáy ấy nha cả lớp. Bài này mình làm thường xuyên rồi. Rồi chân phải. Tay phải chạm trỏ tay trái. Duỗi thẳng chân phải. Đúng rồi. Hít vào, về. Đổi bên luôn phương tâm, đổi bên luôn. Thở hai. Hít vào, đổi bên luôn. Rồi cả lớp mình đi đi cả lớp, mỗi mỗi người đi 20 lần đi ạ. À. Chúng ta vừa bụng trên bụng dưới và chúng ta vừa có biên độ vặn xoắn cơ thể luôn. Nay bụng cũng làm rút sát vào luôn kìa. Đúng rồi, phương tâm duỗi cái thẳng chân này, duỗi cái mũi chân ra em, duỗi cái mũi chân khi mà mình đó, đúng rồi. Nhớ chạm vào cái chỏ tay và duỗi căng cái mũi chân ra thì nó mới vào bụng được. Càng duỗi căng mũi chân cái cơ ở bên dưới nó càng căng bao nhiêu, bít lọc duỗi căng mũi chân ra và giữ thẳng cơ đó thì nó vào bụng mình nó mới nhiều. 20 cái lận mà tôn lý mới 10 cái hạ rồi hả, hay là 20 rồi, nhanh gì ta. Rồi ai đã uống 20 cái rồi chúng ta chân co đạp đạp sàn, hai tay ôm gối kéo sát gối vào ngực, nằm thư giãn ở tư thế này một xíu, hạ vai xuống, hạ trán xuống, tâm hạ vai hạ trán xuống, chỉ cần kéo gối chân là thôi. Lòng vẫn còn đạp nữa. Thương ghê luôn, đạp đi càng đạp nhiều nó càng nhỏ eo. Rồi lăn trái lăn phải luôn lớp mình. Thôi lăn đi ha, mai đạp tiếp. Rồi bật lăn lưng lên xuống luôn ạ. À. Rồi nâng tay chân, rung lắc tay chân ở trên cao. Hạ tay chân xuống, chúng ta thư giãn sau cũng vậy. Hai chân tách rộng bằng mét thẳng.
Hai tay buông dọc theo thân lòng bàn tay ngửa. Hít vào và thở ra chậm rãi. Toàn thân tôi được thư giãn và thả lỏng. Thả lỏng hơi thở. Thả lỏng cơ thể vật lý bên ngoài. Thả mềm các cơ quan nội tạng. Toàn bộ các tế bào trong cơ thể bạn được thả lỏng hoàn toàn. Hơi thở của bạn chậm, nhẹ và êm. Toàn thân mình thư thái và nhẹ nhàng. Hít vào, chậm chậm, thở ra, êm êm. Mười cái lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Đúng lúc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân tháp sát. Hai tay vuông qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể. Và thở ra hạ tay xuống. Co gối nghiêng người sang một bên nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Và chậm rãi nâng người ngồi dậy. Ổn định cơ thể trên thảm. Vươn hai tay lên cao hít vào. Căng căng 10 đầu ngón tay. Hai tay chắp lại kéo hai tay về trước ngực. Cầm về xương ức, mắt nhắm nhẹ. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào lớp, Namaste. Rồi xin chào cả lớp, cảm ơn cả lớp mình rất nhiều. Buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc ạ.